quang anh, quang anh. Cảm ơn, cảm ơn. Hôm khác tới chơi nữa nha. Cảm ơn, cảm ơn. Đã lâu không gặp rồi, bây giờ mới tới sao chứ hả? Tôi biết anh không có gì đâu mà. Nè, 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 còn anh Thái Nguyễn Thanh hả? Nè, tự nhiên nha. Ok, đến anh. Chính ra. Đêm nào cũng tới lợi dụng. Ngồi xuống. Ngồi xuống, có phải muốn tao gọi thằng Cơ ra không? Chú hãy nhớ nào. Kinh gà. Anh Cơ, chuyện gì đó? Ở trong có thằng chừa lớn lắm đó, anh vô trong coi coi. Nè nè, sao không chỉ bà vậy? Bộ tôi đi không sai à? Xin lỗi nha, sóng lớn quá. Nào, sao không chi vậy? Chơi lớn lắm hả? Phải, 200 ngàn. Tôi chỉ với anh nha. Được, xin mời. Còn nghỉ một lát đi. Nè quý vị qua bên kia phát tài đi ha. Đi. Xin lỗi nha. Là bài mới đó. Có cần xét lại hay không vậy? Khỏi. Kinh đi. Chia bài đi. Lạ lạ, có cần bảo hiểm hay không hả? Anh chưa chắc ăn tôi đâu hả? Giỏi. Nè, coi lâu như vậy vừa đánh bài chưa hay sao đây? Suy nghĩ không được sao? Kiếm thuốc hả? Hai mươi điểm, thấy không? Coi chừng nha. Cầm số đồ tao cũng chịu. Lấy thêm thì hay rồi. Còn gắt đó. Cũng là con ếch nữa. Lại là con ếch nữa. 14 nhưng không phải thêm. 21 điểm nữa. Hai, chú Phạm. Đem bao nhiêu vốn tới? 10 ngàn. Đem về đi. Cảm ơn. Mang luôn gói thuốc gì đi. Lợi dụng hả? Sống lớn quá cô hai à. Ra ngoài. Để tôi coi cái gì. Hả? Móc ra đi. Cái gì? Móc ra đi. Cái gì chứ? Móc ra đi. Móc cái gì chứ? Còn hỏi là cái gì hả? Cái này là cái gì đây? Hả? Là của tôi đó. Là của cô à. Đừng có phá tôi nha, tôi còn phải đi nấu chè đó. Cô thiệt là không. Anh cũng lấy thuốc người ta đó. Đã lâu không gặp rồi, bây giờ mới tới sao chứ hả? Đừng có xài anh nha. Nè, 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 còn anh Thái Nguyễn Thanh hả? Nè, tự nhiên nha. Chính ra. Đêm nào cũng tới lợi dụng. Ngồi xuống. Ngồi xuống, có phải muốn tao gọi thằng Cơ ra không? Chú hãy nhớ nào. Kinh gà. Anh Cơ, chuyện gì đó? Ở trong có thằng chừa lớn lắm đó, anh vô trong coi coi.
Này nè, sao không chỉ bà vậy? Bộ tôi đi không sai à? Xin lỗi nha, sóng lớn quá. Nè, sao không chi vậy? Chơi lớn lắm hả? Phải, 200 ngàn. Tôi chạy với anh nha. Được, xin mời. Còn nghỉ một lát đi. Nè quý vị, qua bên kia phát tài đi ha. Mình đi. Xin lỗi nha. Là bài mới đó. Có cần xét lại hay không vậy? Khỏi. Kinh đi. Chia bài đi. Lạ lạ, có cần bảo hiểm hay không hả? Anh chưa chắc ăn tôi đâu hả? Giỏi. Hễ khi nào nó thua là nó làm nhục. Nếu lần này nó ăn mình thì từ nay mình hết chỗ đứng. Ê, đừng hút thuốc trong xe nữa. Gác đi. Dạ, chú Phạm. Thủ thêm 200 ngàn. Ông đã lọt vô bên tôi rồi. Tôi bỏ cuộc. Ông bỏ cuộc, vậy tôi cũng vậy. Thùng tối đi. 500 ngàn. Anh Phi, anh đừng quên anh còn 10 triệu ở tôi. Thuyền này của tôi đáng 10 triệu. Cái thằng phản bội, tao coi lầm người. Cảm ơn. Để đó, cái số tiền này tao chịu thua. Trách là trách mày dở lắm đó, biết không ha? Bây giờ tôi làm chủ. Cậu Phi, trước khi họ tới đây đều nhận tiền của tôi. Bây giờ là người của tôi. Chú Phạm chạy. Đừng để cho họ chạy. Yeah.
Minh Phạm. Minh Phạm, chạy đi. Không được, chồng của ta mất cảm giác rồi. Mày chạy đi. Không được rồi chú Phạm à, chạy đi. Gọi cảnh sát chưa? Sắp tới rồi. Về. Tôi và mấy người bạn đã móc nối rồi. Kết với anh lên trển thì có thể hút đều đều. Không được đâu, chú Phạm không có thích nè. Mình lén lên trển không có ai biết được đâu. Để đừng có nằm mơ. Tôi không phải là muốn lên. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần rồi. Chiếc thuyền này trước kia là của chú Phạm kia mà. Ông coi, anh từ nhỏ tới lớn. Ông còn coi trọng anh. Còn dạy cho anh rất nhiều rất nhiều. Và dạy cho anh nhiều mánh khóe nữa. Sao lần nào anh cũng nói mấy cái câu này hết trơn vậy? Kiếm cái gì lạ mới mẻ một chút được không? Thiệt phiền. Cô cũng đâu có ngày nào có được cá đâu. Ai nói tôi câu không được chứ? Nè, cái này là cái gì đây? Nhỏ như là con mắt của cô vậy đâu phải là cá chứ hả? Anh nói gì chứ? Cá nhỏ thì cá nhỏ, sao lại chơi mắt tôi nhỏ chứ hả? Chơi thiệt hả? Nè, chết nè. Lính cô nè. Lính cô nè. Lá cô nè. Chết chưa? Anh Bèo đâu? Anh Bèo, ở phía sau á. Tôi không rửa được ổng. Biết bao nhiêu người như vậy đuổi được. Mà rửa không được à? Đám chó ăn cướp của bay không có đầu óc gì hết. Đừng có ngày nào cũng đem bà già tới cho tao chửi nha. Làm bộ à? Suy nghĩ cái gì chứ? Ông Trương đã đi sớm một chuyến bay rồi. Vậy đi tìm đi. Đi như khúc gỗ nữa. Anh Bèo à, khách lên thuyền rồi. Tới liền. Chú Phạm, thật không ngờ chú đến nông nỗi này ha. Mấy năm nay tôi hạ được nhiều người ở ngoài và học hỏi nhiều. Tất cả toàn là nhờ chú đó. Còn rất nhiều chuyện xấu tao còn chưa biết. Tùy theo chú coi sao. Tao không biết coi, tao coi là mày. Mày muốn sao? Tôi muốn nghĩ sao. Điều này chú không cần biết. Canh bạc Á Châu sắp bắt đầu. Thằng Kiệt sắp được phóng thích. Mày thua nó. Mày sợ gặp nó. Thằng Kiệt là một tay nhanh nhất Á Châu. Hôm nay tôi tới không phải bàn với chú chuyện này, mà tôi tới để bàn việc buôn bán thôi. Nếu tấm bài đó còn ở trong tay tao, mày còn ngồi đây à? Chú định chờ thằng Kiệt ra để mà thanh toán tôi để chú được yên chứ gì? Chú Phạm,
Mấy năm nay không phải tôi ngồi chơi đâu. Tôi đã hạ thằng sát sai Thái Lan, thằng Yamamoto Nhật Bản, và tôi đã chuẩn bị mới tới đây. Chỉ là tại chú uống sai rượu, nói với họ là đóng bài đó trong tay chú thôi. Cho dù tao có cũng không cho mày. Chết rồi có cũng bằng không thôi. Giết tao đi. Chú Phạm à, đừng nói vậy chứ. Tôi đây chỉ muốn thương lượng với chú thôi. Nè, trời tối rồi, chú về ngủ sớm đi. Ngủ sớm đi. Ta chờ nồi nữa tôi lấy thêm một trái đây nè. Ăn đi. Ngồi vững, ngồi vững. Bà già mày đã hạ giá hả? Vô giá đơn cất à? Tìm theo địa chỉ này, đem cái cặp này đưa cho người tên là chú Cát. Tại sao chú lại không cho tôi biết tối hôm qua thằng Bình tới tìm chú làm gì? Cậu phải chờ tới khi ông xuất hiện. Đồ trong này quan trọng lắm, mai này cậu sẽ biết. Nghe này, chú lo xong giùm cho tôi rồi thì chú bỏ đi. Đại ca, được ngày hôm nay là cũng nhờ đại ca. Em sẽ theo đại ca tới cùng. Tính gà, chú Phạm bí mật quá à, ổng làm cái gì vậy? Chú Cát là ai hả? Không biết. Không có nghe. Không có biết. Mở ra coi nha. Đừng coi. Coi chút còn chết hay sao? Chú Phạm không có cho mình biết đâu. Nè, không có được coi nha. Ông biểu mình chết á, sao anh không chết đi? Nhà cũ quá trời rồi, không có thằng máy để đi thiệt là mệt quá đi. Phá sập đi cho rồi. Sao không có ai? Ráng mà chờ đi. Ông Phi à, đây là điện tín của ông Phạm gửi ra đó. Tất cả có hai mấy lá, mỗi lá phát cho mọi người khác nhau và khác luôn cả nước nữa. Nội dung không có gì, chỉ có mấy con số thôi. Ông Phi, có điện thoại. Ông Phi, bây giờ đợi khu hỏa táng. Bác ông lên thuyền. Dạ, anh Phi.
Mấy năm không có lên chiếc thuyền, thiệt là không giống cái gì hết. Ai là người quyết định vậy? Ai bày đặt sơn ba màu? Cái đó là cái gì? Rùm rác cả đống không ai chịu quét. Nè, bởi vậy mới nói là đưa đồ tốt cho người ta, người ta không biết lợi dụng nên đã trở thành rơm rác thôi. Rác mẹ mày. Bao. Đúng là không biết tôn ti tấm bài đâu. Cơ, mày coi kẻ làm đàn anh cũng phản bội thì mấy thằng nhỏ làm sao phục? Chú nói hay không nói, chiếc thuyền tôi sẽ trả cho chú. Chiếc thuyền này là chiếc thuyền của tao. Tôi cho chú thêm 10 triệu. Mua lại cái giò tao à? 10 triệu đủ cho chú sống suốt kiếp. Tao tin mày. Tao tin mày không có nói. Đừng tốn thời gian nữa. Có tí chuyện cũng là không xong nữa. Rớt đầu lên chi? Lặn xuống dưới đi. Cái bác sĩ gọi tới. Bình thường là chắc chắn, chút xíu xíu gì cũng không được. Dám cắt xuống lại làm gì hả, chim nội? Định nói là đừng có mở ra coi mà. Chú Phạm đến lừa anh đó. Chú Phạm. Tụi khốn nạn. Cái tụi khốn nạn dám cái phá hả? Chờ anh coi về sẽ giết chết hết tụi mày. Chờ anh coi về giết hết tụi mày. Chú Phạm. Quý à. Gì vậy? Qua đây phụ một tay đi. Ý dụt cái gì vậy?
Họ cho ngồi ở ngoài. Đại ca, muốn vô không? Mất công đụng tới Tần Phi. Đi về đi. Thưa anh, chưa tới giờ không có khách tới tìm mình. Mình có cần... Có khách hay không mất mới gì tới ông? Đứng lại thôi. Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều nha. Không có khách tới thì sao đây? Ở đây tới sáng không được sao? Nè, anh bạn, nếu như anh vô phúng điếu ông Phạm, ông Phi biểu anh đừng có vô nha. Nè, anh có nghe không? Nếu anh vô tức là không nể ông Phi. Có khách tới. Một lại, hai lại, ba lại. Gia quyến tạ lễ. Bánh gà. Xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được chú Phạm. Tôi biết anh em mệt rồi. Chú Phạm, ông cần an nghỉ. Anh có thể về trả thù cho ông được rồi. Từ nay tôi không cờ bạc nữa. Lần này trở về, tôi muốn có một cuộc sống bình thường. Tôi muốn tìm lại đứa con gái. Anh chị bảo trọng. Quan khách tới. Tôi nhận được điện tín của chú Phạm. Ông gọi tôi về. Có một chút đồ ông biểu tôi giao cho anh. Khỏi đưa cho tôi. Cậu Kiệt, cậu nhớ tôi không? Lên xe đi. Cậu có biết là... Tôi sẵn sàng đưa 10 triệu cho cậu. Cậu đồng ý là xong. Xin lỗi, tôi đã cai cờ bạc. Cậu bỏ. Xin lỗi. Nếu như cậu bỏ, tôi không miễn cưỡng cậu. Nhưng nếu cậu có ý thì tôi hy vọng cậu sẽ giúp tôi. Vì lần này tôi thua không nổi. Ông yên tâm đi. Tôi nói bỏ bài là tôi bỏ. Tốt. Quân tử nhất ngôn. Chạy đi. Ông Huy, cậu Kiệt đã về vừa tới Tang Nghi quán. Ông không có nói tên gì. Ông nói khi gặp ông sẽ biết. Anh vừa nói gì? Mới về. Quên đâu? Ở nhà anh hỏi anh. Thank you.
Là ai vậy? Anh hai. Ê, về nào vậy? Cô ông đâu? Anh về đây đúng lúc đó. Con gái của anh ở trong kìa. Anh mau dẫn nó đi đi. Ê, kìa, nghe tôi nói nè. Kìa, nghe tôi nói nè. Vô trống coi coi nó làm cái gì. Gặp ai nó cũng đánh. Bây giờ chắc nó quên mình là cha của nó rồi. Ân à. Kìa gà, không phải tại tao đâu. Vợ tôi biểu tao làm thôi mà. Phải rồi. Đổ thừa hả? Cái gì cũng đổ thừa cho tao hết được khốn nạn. Tại sao chị đổ nó lại? Y nè. Nó lại người mà. Mày cũng thấy rồi đó. Y nhà này chết cho tao vậy. Mau dẫn nó về đi. Tao không có đường nữa. Anh bất lực. Xin lỗi nha. Không liên quan tới anh. Tại tôi có lỗi với nó. Tại tôi. Cái thằng khốn nạn phá hoại không à. Mau dọn dẹp lại đi. Chết sớm đi cho rồi. Chị tiếp đi. Dẹp đi. Ông làm cái gì hả? Đi ra. Đi con. Bài đi một chút. Ba đi cầu mà con. Nhân diện không bao giờ thay đổi, vẫn là một ly Green Ice. Nhưng có nhiều việc lại thay đổi. Thời gian có thể thành rơm rác, trở thành mỏ dầu. Anh bây giờ giống ai đây? Đợi cái gì chứ? Anh bây giờ chỉ có hai con đường. Một á là dẹp sòng bạc, làm việc khác. Còn hai, trang trí lại, làm lại từ đầu. Ngồi coi người ta tán tình có nghĩa lý gì chứ? Vô dụng thôi. Chỉ là tăng nhiên. Nhưng quay lại tăng giả cho đi khoai sổ. Khi liên hồ dụng nhau. Xin ra quay lại nhờ. Khi liên hồ dụng đi khoai sổ dụng bất tăng. Bà yêu cái tăng nào.
啊，不怕不怕，爸爸帮你打死他啊。这战狼死得好，真是死得好，给亚洲第一快手打死，哼，真是该死。不好意思啊，哎，他们两个呢？他说他知道自己该怎么做，所以先走了。啊，我也要走了。这份礼物送给你 ，Happy Birthday， 一点小小心意。不过你已经有了一份最好的礼物了，拜拜，拜拜。thằng Danh như vậy mà hôm nay không biết sinh nhật của anh, còn nhỏ kia cũng nhớ tình lắm chứ hả? xuống nha con, OK.Excuse me, 腾伟。Hi， 哎，ông Phi muốn gặp anh đó。Anh nói anh Phi, tôi không muốn gặp。Hey， không phải chơi anh đâu nha。Không được, đừng làm việc tôi。Tôi tên là Bell Honey, đưa đây。Tự nhiên tôi giận ca vậy. Cho ông ca hát đó. Tình là như tình khi không mà có, tình là như tình lúc có như không. Tình là cái gì hả? Ê! Sao con chào người ta?Sao không chịu chào người ta? À, quên nữa, mày đã bị bịt miệng rồi. À, xin lỗi nha, hai người cha đứng đây không biết chào ai trước. Anh Kiệt à, vợ tôi tìm anh có việc đó. Ê! Hôm trước anh lén tới tìm vợ tôi nghĩ còn nhiều lời chưa nói hết đó. Hôm nay tôi biểu nó tới để nói cho anh cho đã. Anh đi! Mày nhảy ra coi, mày ra ngoài tao bắn bể sọ nó ngay.Mày không cần giữ như vậy mà. Phải, tao nói chuyện với mày. Và vợ của tao nói chuyện với mày đó. Nói đi. Em chỉ muốn ly lại con. Nói cho mày nghe. Em muốn ly lại. Im đi. Nói xong rồi con chịu đi à?Xin lỗi. Anh Kiệt à? À, xin lỗi nha, làm quấy anh quá. Tôi nghĩ không nên ở lại làm phiền anh. Sợ cái gì chứ? Đừng có cờ, tôi đâu có gì đâu. Vô đi. Thôi đi, tôi có tính toán của tôi rồi. Anh vô đi. Thôi vô đi mà hả?Anh Kiệt, em đã có nói với thằng cánh gà rồi, bây giờ nó đang tìm ông Phi đó. Em biết là em có lỗi với anh. Còn số tiền này của anh để lại, em trả lại cho anh. Khỏi. Anh đừng có chống chọi với bọn thằng Bèo đó nữa. Em tự lo cho con và em đó. Giá nào anh cũng trả lại rồi.
Anh thiệt là nhiều chuyện, can thiệp làm gì chứ. Anh đi ấy chỉ có chết thôi. Chú Phạm cũng phải chết đó, nó làm sao sợ anh chứ. Anh đi đi. Anh ấy đi đi. Bởi vì chú Phạm đã chết, anh không thể nhìn được. Nè, Thù kia cũng không có dám đi đó. Anh giỏi hay nói sao? Chú Phạm đã chết rồi mà. Bỏ đi, đứng lại đây. Cái thằng mắt dịch càng cản thì càng đi. Tôi không có tin là tao cản anh không được đó. Ý, cái thằng mắt dịch. Nếu nhanh đi tìm nó thì đừng có gặp tôi nữa. Hôm nay chúng ta không có thời gian. Ngồi đi. Dù sao mình cũng là sư huynh đệ mà. Mày đã tới đây, biểu mày về tay không chắc mày không cam lòng đâu. Nhưng biểu tao thả mày hả, tao lại không vui. Nè, có dịp cho mày chơi một ván đó. Nếu mà mày ăn á hả, thì dẫn con nhỏ đi ra khỏi chỗ này. Nếu mày thua thì mặc quần lót ra khỏi đi hả. Bộ bài này mới đó, coi lại đi. Khỏi cần. Tao cờ bạc bao nhiêu năm nay chưa hề chơi với những người nào mà không có tiếng tăm. Mày là người đầu tiên đó. Kể như là nể mặt ông Phạm. Kinh hay không? Đơn giản thôi. Nếu như mày lấy được 21 điểm thì coi như mày thắng. Trước khi chia bài, ông đã lấy hai lá joker, đổi hai lá ếch. Bốn lá ếch đều do ông điều khiển. Tôi không bao giờ lấy được 21 điểm được. Ông giỏi thiệt, tôi không có bằng ông. Tôi thua. Hàng nhập cảng đó. Mặc áo tôi nè. Tôi đã thua. Tôi nhận. Tôi mặc cái quần lót bước ra ngoài. Ít ra tôi cũng đã lên đây. Yên tâm đi, tôi sẽ trở về tìm nó. Ây da. Nè, anh em à, mai là anh tới sớm đó nha. Nếu không thì không thấy cảnh hấp dẫn đó. Cuối cùng thì anh đã tới ha. Từ nay tôi không cờ bạc nữa. Anh chấm dứt đi. Chấm dứt. Tôi sẵn sàng chơi tới cùng. Thù Kiệt, anh là tay nhanh nhất ở đây mà. Canh bạc Á Châu chỉ có tôi và anh. Sao anh lại bỏ cuộc chứ? Trả con tôi lại đi. Anh muốn gì cũng được.
với cái gì mà tôi tin anh đi? Trừ phi anh để lại bàn tay của anh. Tôi đâu biết anh nói vậy mà. Con cho tôi trả con cho tôi Nhưng cha này làm gì vậy? Vô đi. Khỏi cần đi, tôi đã thua rồi. Thua màu hoa giá đâu có sao. Kinh gà, có phải tha thứ hay không? Nếu như có ngon á, lại đâm nó với tôi. Cô làm gì vậy? Muối à, cô gặp nó có ích gì chứ hả? Buông tôi ra. Cô đi tìm nó, có phải là muốn tôi thua tay một gián không mới yên lòng hay không hả? Ghét anh quá à. Anh coi tôi là cái gì chứ? Người ta không đếm xỉa tôi, vậy mà tôi ngồi chờ người ta. Đừng có nói nhiều nữa. Đi mau. Ăn 6 cà phê miễn phí. Ăn 6 cà phê miễn phí. Ăn 6 cà phê miễn phí. Anh ăn gì vậy? Cho hai con hot dog đi. Dạ được. Trà chanh. Ê, tôi gọi trà chanh đá mà. Anh chỉ nói là trà chanh thôi mà. Thằng điếc nó cũng nghe được nữa. Chờ ngồi mới uống sao? Vậy xin lỗi nha. Ê, ê, bụng muốn chơi tay đôi sao? Nè, bây giờ muốn chơi tay đôi sao? Xin lỗi nha, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Buông anh ra. Ngồi đi. Ngồi xuống đi. Uống miếng nước đi. Nha. Cánh gà.
Chính anh đồng ý làm nghề này mà. Đừng có suy nghĩ nhiều có được không? Anh bây giờ muốn đóng cửa được không? Anh. Vậy? Dạ. Ừ. Hôm nay em dẫn nó tới trường để lấy đồng phục mới. Nó là chơi tới nỗi không muốn về luôn. Vậy hả? Ngồi đi. Ừ. Bữa nay dì vẫn còn đi mua sách, rồi còn mua quần áo cho con nữa. Con vẫn đi ăn cái gì phi đó. Trù phi. À đúng rồi, trù phi đó ba. Trù phi. Con cho ngài chơi nha. Còn cái gì cần em giúp không? Dạo này toàn là nhờ em chăm sóc con anh. Không ngờ nó chịu em lắm. Về hôm nữa em sẽ trở về Mỹ. Sao vậy lẹ vậy? Anh tưởng em chờ khi nó khai giảng chứ. Khai giảng xong thì sẽ có chuyện khác nữa. Vậy thì em khỏi về rồi. Nếu được đừng về. Có thiệt không? Tiền chăm sóc cho con anh cũng tiết kiệm luôn sao? Thật ra chuyến về lần này quan trọng nhất là đem đồ của chú Phạm giao lại cho anh. Nhưng không ngờ chuyện quan trọng này lại chưa làm được. À không, cái đó tôi không đụng tới. Anh thì chịu, nhưng mà cánh gà không chịu đâu. Người tội nghiệp nhất là con muối. Nó không dám cho anh biết là nó đã có mang. Cả ngày không biết anh cánh gà đi đâu nữa. Lấy đồ của chú Phạm ra để coi có thể giúp được cái gì cho anh hay không. Không khác sao? Tôi chính là sợ anh dùng cách khác đó. Được, chờ lát. Ông Phi, có điện thoại. Alo, hiện bây giờ thì họ đang tới cuộc quả tăng. Cái thằng cáo già này. Tám bảy ba một năm bốn là chỗ này. Trong đó có lá thư. Hai người ở đây làm gì? Không biết là có người đang theo dõi không? Em coi đồ có chú Phạm coi có giúp được cái gì cho anh hay không. Tới nông nỗi này. Nhưng mà tôi nghĩ anh cảm nhận không sao đâu. Chị đem về giao cho anh Kiệt đi.
Chị làm ơn dừng xe. Chị biết tôi không thể mất đi anh cánh gà mà. Chị làm ơn dừng xe. Mở quán ăn vừa bán thuyền, bày đặt vậy làm gì chứ? Tao không tin mày bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Thải cái hộp qua đây. Thấy xa vậy à? Tính giỡn sao? Có tin tao lộn cuộc xe đỏ mày không? Ôi anh nhấc gà lên xe. Bơi lên. Sao em? Đau quá à? Không có gì, chân của em bị đau thôi, đau quá, đau quá. Hãy ráng nhịn đi, đằng kia có nhà kìa. Chân của em sao hả? Không sao. Chờ anh một lát nha. Có ai không vậy? Trong kia không có ai hết. Đi, chúng ta vô trọng đi. Không sao chứ hả? Không sao, không sao. Chân của em sao rồi? Đừng mà, đừng. Để anh coi chân của em bây giờ sao rồi. Thế sao hả? Có đau hay không? Không sợ, không đau. Bị thương như vậy còn nói không sao à? Nếu mà nói đau làm sao anh cầu dùm cho em? Lên thuyền đi. Tới đây để tìm anh, tôi không có liên quan với em đâu. Em là bạn gái của anh mà. Em không để anh chịu một mình đâu. Một mình anh còn chưa xong, nữa còn chăm sóc luôn cái chân què của em à. Bao nhiêu sóng gió em đều chống nổi mà. Còn chống nổi à? Đừng có đuổi em chống đi mà. Cuốc lên thuyền đi, mau lên. Cuốc lên thuyền, đi đi. Em không có giỡn nữa. Em chống không nổi. Nhưng dù sợ em cũng phải ở bên cạnh anh đừng có đuổi em đi nhờ. Đứng dậy đi, lên thuyền. Anh tính gà anh chống đỡ giùm anh.
tôi đây. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Gì? 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 Canh bạc cách đây 5 năm vẫn thấy bức rứt trong lòng, nhưng mà không biết làm gì hơn, đành trông chờ nơi cậu. Được trả mối thù này thì tôi chắc chắn yên giấc dưới suối vàng. Đây là chi phiếu ngân hàng Thụy Sĩ 20 triệu US để dành làm tiền vốn, ghi tên chú Phạm. Bản phiếu Mỹ kim 2000 vạn, cho vị tham sai chỉ dùng. Phạm Sư. Thank you.
Phi đi đâu rồi? Tại sao đêm hôm đó không có giết tôi chứ hả? Nếu tôi trở về đây kiếm mình ngu quá. Còn 8 phút nữa cuộc thi du bài Á Châu vĩ đại sẽ đi vào chung kết. Xin quý vị hãy lưu ý. Ô Kiệt à, tài nghệ của cậu thật là giỏi lắm. Chuyện mình bàn hôm kia vẫn còn có hiệu. Cậu hứa với tôi cậu đã cai, cho nên hôm nay cậu không thể nào thắng. Nếu như cậu thắng thì tôi sẽ thua. Ông kiếm anh làm gì? Không có gì. Sao? 10.000. Tôi bỏ. Được rồi, tôi biết lo liệu. Tôi vẫn trông chờ cậu. Yên tâm đi. Quang Ninh. Quang Ninh. Kính thưa quý vị lưu ý, còn 4 phút nữa trận chung kết sẽ bắt đầu. Xin mời bảo vệ vô bàn. Ông ơi, cô đu này ông phải nặng lắm nha. Ông hai, sao hôm nay đặt nặng quá vậy? Tôi lúc nào cũng nặng tay hết, ông biết mà. 1 trúng 20 bị ông làm sụt 1 trúng 10. Ông thiệt là bạo lắm đó nha. Với 20 triệu thi với 200 triệu thì đáng thi lắm hả? Ông ngồi chính giữa là cố vấn khu Đông Nam Á. Còn ông ngồi bên trái là chủ tịch chấp hành hiệp hội cờ bạc. Còn ông ngồi bên phải là chủ tịch hội công chính quốc tế khu Á Châu. Mọi quyết định đều do giám trường phụ trách. Cuộc đua chia làm 11 cuộc. Phần hơn kém người nào ăn nhiều nhất sẽ là vua bài trong năm nay. Người tham dự không được rời khỏi bàn. Các chi tiết nhỏ đều lấy các tiêu chuẩn quốc tế làm chuẩn. Bây giờ chính thức bắt đầu. Ông Trần là con 3 bít. Ông Phi là con 10 rô. Anh Kỳ là con 8 rô. Rô 10 tố. 100.000. Đôi ba, tố. 500.000. Tố thêm 500.000. Anh kêu bỏ cuộc.
Tôi cũng vừa. Tôi theo. Số 7, Tố. 1 triệu. Phá Tố. Xà Lan. Một đôi ba, mở coi có phải thùng không. Số 3 ăn. Bên thua rời khỏi bàn. Ôi da, ngu quá. Đôi bà cũng, cũng theo nữa hả? Anh mới là ngu á. Cố tình đưa tiền cho nó, tới bây giờ là vốn nó nhiều nhất đó. Làm sao đánh lại nó đây nè hả? Chung 10, Tố. Anh Tố đi. Mười ngàn. Bỏ. Ông Phi là có 10 chuồng, còn anh thì 7 bích. Anh Tố. 10 ngàn. Theo. Anh là con 8 chuồng. Chuồng 9, Tố. 1 triệu. Tôi bỏ. Bây giờ cuộc thứ ba bắt đầu. Ông Phi là con sáu cơ, còn anh Kiệt thì đang có con bốn bích. Con sáu cơ, Tố. 10 ngàn. Tố thêm 1 triệu. Bỏ cô. Tôi cũng bỏ. Dạ rô, Tố. Tố thêm 1 triệu. Bỏ. Bỏ. Tôi muốn kinh bài. Tôi cũng muốn kinh bài. Bỏ ba lá giùm tôi. Kiệt là già bích, còn anh là già cơ, ông Phi là già rô. Già bích, Tố. 1 triệu. Tôi theo. Đầm bích, Tố. Xà Lan. Tôi theo. Bỏ cuộc. Hai rô. Còn ba bích. Ba bích thắng. Bên thua xin rời bước. Bây giờ là cuộc cuối cùng. Bỏ 5 lá. Làm ơn bỏ giùm lại tôi còn 10 lá.
bài của ông Phi là... Khỏi cần ngại. Theo tôi tính, số tiền còn lại của anh khoảng 15 triệu. Tôi tố hết. Ôi, có tiền không Lan? Có, nó bị đổ cái lá đầu tiên là bố hết lá rồi. Gì vậy? Anh bây giờ đã hết đường chọn rồi. Bởi vì cuộc này là cuộc cuối cùng. Nếu mà anh không theo, anh sẽ thua. Giám trường, theo như luật cờ bạc quốc tế, có phải là tất cả những gì mà đem tới thuộc của mình đó đều có thể làm vốn hay không hả? Tuyệt đối có thể. Cảm ơn. Tôi thí mạng với anh. Tôi đi thí mạng với anh. Kỳ trước đã tự động bỏ cuộc. Tức bỏ đi hả? Thiệt là mất hứng quá đi. Khoan đi đã, anh cũng có muốn coi tẩy tôi hay sao hả? Còn nữa, cái này anh còn tức hơn nữa đó. Thật là không ngờ, mua ở ngoài đường có 50 đồng thôi, có thể ăn được 40 triệu của vua cờ bạc Á Châu. Này, ai thôi cũng không sao mà hả? Tất cả những ân oán trước kia bỏ đi nha. Ông Quân, ông thua tiền thì có người lại ăn tiền. Thằng Phi cho người cá 5 triệu với tôi là nó thua. Vì vậy tôi cũng đặt theo. Tôi đặt ở nơi ông đó. Nhớ là 1 trúng 10 hả? Đã làm tôi thua rất nhiều. Tại sao tôi phải thí mạng với nó chứ hả? Còn nhiều thời giờ mà. Mai mốt tôi kiếm lại cho ông. Không sao, canh bạc anh thắng có rất nhiều người bị thua. Trong thời gian này có lẽ sẽ lộn xộn. Chờ khi yên tĩnh, tôi sẽ gọi anh về. Được,
nhậu neo đi.